hiện nay trên địa bàn huyện Đắk Lây thời tiết chuyển mùa nhiệt độ xuống thấp, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để phòng chống đói rét dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. trước diễn biến bất thường của thời tiết, huyện Đắk Lây chỉ đạo các xã thị trấn và ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét theo hướng dẫn của cơ quan chức năng chủ động thực hiện các biện pháp như tập trung gia súc về chuồng trại giữ đủ ấm đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ tăng cường chất vi khoáng gia cố chuồng trại không để mưa tạt gió lùa phối hợp với các xã thị trấn triển khai xây dựng các mô hình mẫu về chăn nuôi phù hợp với tập quán sinh hoạt sản xuất để hạn chế tình trạng vật nuôi bị chết đói chết rét với những kinh nghiệm từ các năm trước cùng với hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng chống đói rét với những kinh nghiệm từ các năm trước cùng với hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về các biện pháp phòng chống đói rét trên đàn gia súc gia cầm góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân trong mùa mưa rét năm nay